Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021. Mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những tin tức trong tỉnh được cập nhật. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội. Về dự đại hội 13 của Đảng, có 1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước. Trong đó, tỉnh Cao Bằng có 21 đại biểu do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn. Đại hội 13 của Đảng có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đại hội có chủ đề tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội trình bày diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đại hội 13 của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết. Từ tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đến các thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của tiến bộ khoa học công nghệ đang tác động ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế xã hội của đất nước ta cũng như toàn thế giới. Cán bộ đảng viên nhân dân đang mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước sánh vai với các cường quốc Nam Châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và các văn kiện trình đại hội 13 của Đảng và nhấn mạnh những kết quả tích cực mà đất nước đã đạt được trong thời gian qua, làm cho thế và lực của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Năm 2020, do đại dịch thiên tai gây nhiều thiệt hại, nhưng với nỗ lực vượt bậc, nước ta vẫn có những bước phát triển vượt bậc, tăng trưởng, vẫn dương là một trong những nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất thế giới. Việt Nam được thế giới ghi nhận coi là điểm sáng trong thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống cho người dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát triển nhanh và bền vững đất nước. Có được kết quả đó là có sự đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, sự đổi mới phù hợp của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và tinh thần lao động tích cực, cần cù, sáng tạo của nhân dân và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ 5 bài học quý báu về công tác chỉnh đốn Đảng phải được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, kiên định, thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác Lênin, hoàn thiện cơ chế, kiên quyết phòng chống suy thoái trong nội bộ, công tác cán bộ phải là then chốt của then chốt. Người đứng đầu phải đủ phẩm chất, uy tín, chức vụ càng cao phải càng gương mẫu. Một, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng và hoàn thiện đồng bộ, thể chế phát triển bền vững đất nước, hoàn thiện toàn diện, đồng bộ, thể chế phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước, chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số. Hai là tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ba, phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, nghiêm minh, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, quản lý khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên, chú trọng bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững. 4. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả hơn nữa. 5. Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, quan liêu, tiêu cực, tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng toàn diện, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng những bài học kinh nghiệm đó là cơ sở quan trọng để Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát huy và phát triển sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp chúng ta kiên định vững vàng và tự tin vượt qua những khó khăn thách thức mới và nhiệm vụ nặng nề hơn khi bước vào nhiệm kỳ khóa 13. Về phương hướng nhiệm kỳ Đại hội khóa 13 của Đảng, báo cáo khẳng định, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần quán triệt trong cả nhận thức và hành động thực tiễn các quan điểm chỉ đạo về 5 nhiệm vụ trọng tâm. Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động. Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước, bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh toàn diện, xây dựng nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ 2021-2025 và những năm tiếp theo, mục tiêu phát triển tổng quát của chúng ta là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý hiệu quả đất đai, tài nguyên, tăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường,
chủ động tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, về môi trường và quốc phòng an ninh, ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu, chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Ngày mai, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tiếp tục làm việc. Chúng tôi sẽ phản ánh tới quý vị và các bạn. Các huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc, Hà Quảng và thành phố Cao Bằng đã triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các chỉ thị văn bản của Trung ương, địa phương về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua hướng dẫn số 36 ngày 20 tháng 1 năm 2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết liên tịch số 09/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết số 1183 ngày 11 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri. Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân trong bầu cử bổ sung, thông qua dự thảo kế hoạch của Ủy ban Bầu cử thành phố Cao Bằng về triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo các huyện, thành phố yêu cầu các phòng ban chuyên môn các xã, phường, thị trấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tập trung nghiên cứu lĩnh hội đầy đủ các điểm mới, những yêu cầu nội dung, công tác chuẩn bị và quy trình tổ chức bầu cử theo chỉ thị của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ đó tạo sự thống nhất cao trong cấp ủy, tổ chức Đảng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công của bầu cử. Trong đó, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử cần được đẩy mạnh để cử tri nâng cao nhận thức, thực hiện đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm của mình, tích cực đi bầu cử đạt tỷ lệ cao. Thực hiện tốt việc hiệp thương để giới thiệu người ra ứng cử, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự lãnh đạo thống nhất tập trung của Đảng trong công tác cán bộ. Người được giới thiệu ra ứng cử phải đảm bảo các tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, lối sống, có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và được nhân dân tín nhiệm, cơ cấu hợp lý về số lượng đại biểu các thành phần. Trước mắt, các phường, xã, thị trấn phải thành lập ban chỉ đạo và ủy ban bầu cử của cấp mình và ban hành một số văn bản có liên quan, xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thắng lợi của bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Theo kế hoạch, sau hội nghị triển khai cấp huyện, các xã, thị trấn sẽ triển khai những nội dung trên tại địa phương, đơn vị mình. Hội đồng tiêu hủy vật chứng tài sản tỉnh đã tiến hành tiêu hủy vật chứng tài sản phạm tội trong các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, bị tuyên tịch thu, tiêu hủy. Tham gia hội đồng tiêu hủy vật chứng gồm các thành viên đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đại diện Sở Tài chính, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tham gia kiểm sát việc tuân thủ theo pháp luật tiêu hủy vật chứng tài sản. Tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã tiến hành họp thông qua quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy, kế hoạch tổ chức tiêu hủy vật chứng tài sản, bảng kê tài sản, vật chứng trong các bản án quyết định có hiệu lực pháp luật, đề nghị tiêu hủy, thống nhất nội dung và phương thức tiêu hủy. Theo đó, Hội đồng thực hiện tiêu hủy đối với các loại vật chứng tài sản của 9 vụ việc, trong đó có 42 bánh heroin, hơn 2 kg thuốc viện và các tăng vật khác có liên quan. Hội đồng đã thực hiện kiểm đếm, đối chiếu số lượng vật chứng, tài sản kiểm tra niêm phong trước sự kiểm sát của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Các vật chứng, tài sản còn nguyên niêm phong, đảm bảo đúng số lượng, trọng lượng theo quyết định thi hành án. Tổ tiêu hủy đã đưa các vật chứng, tài sản tiến hành tiêu hủy tại bãi rác Nà Lần, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng. Việc tiêu hủy được tiến hành đúng phương thức, trình tự, kiểm sát chặt chẽ theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.